Chồng ơi, tóc của chồng rối quá, thật là tội nghiệp. Vợ thương chồng quá, vợ muốn ôm chồng. Trời, sao cứng ngắc vậy? Mềm mềm nghe chút. Chị hay quá luôn á chị. Đẹp không, đẹp không? Rất là đẹp. Cà phê của anh đúng là số 1 anh Mộng Thường. Chứ sao, anh nói chú em nghe, chẳng qua anh không có vốn thôi. Anh mà có vốn hả, anh mở một chuỗi cà phê Mộng Thường toàn cầu luôn. Ghê ta. Uống ngon phải không? Ngon. Uống chùa xong ngon được. Tôi nói cho chú em biết nha, ngày mai mà không đem tiền trả đủ hả, không bao giờ mà được bén mảng tới quán của tôi nữa. Anh yên tâm, ngày mai anh trả đủ hết cho anh chị luôn. Nói là phải làm hả nha. Nhớ mà. Bắt quả tang ha. Quả tang gì? Bán thiếu cho đồng bọn nữa đúng không? Em ơi, nó hứa là ngày mai nó trả cả vốn lẫn lời cho mình luôn. Trời ơi, thằng này nó lừa được ai chứ đừng có hòng qua mắt em ha. Nó hứa bao nhiêu lần rồi, có bao giờ nó trả đâu. Chị, lần này chị phải tin em. Tại vì ngày mai em làm một việc rất là quan trọng, và em có đủ tiền trả hết cho anh chị luôn. Gì vậy, mày nói chị nghe coi. Chị biết đạo diễn Hào Quang không? Trời, ông đạo diễn này nổi tiếng lắm nha. Đúng. Ngày mai đoàn của ổng sẽ tới đây casting, và rất đông diễn viên tới. Em phụ ổng. Trời gì hả? Ủa, diễn viên nào mà lọt vô tay ổng là đều nổi tiếng hết trơn á. Chứ gì nữa. Thiên Tài. Dạ. Là cơm. Anh lại quấy quạt qua đi cho Thiên Tài nó mát mà em cái. Được rồi, vậy được rồi, em thấy mát mà. Ủa sao em thay đổi lẹo vậy? Kệ em, uống gì nào. Thôi vô pha uống đi. Thôi được rồi. Thôi đừng uống cà phê nóng. Thôi. Uống khác đi. Thôi uống này được rồi. Nghe nè. Dạ. Không ấy mày, cho chị đi cáp với được không? Trời, chị cáp luôn hả? Ờ. Cái gì vậy Tiên Sa? Em tính làm gì vậy? Xin đi cách đi chứ làm gì. Trời ơi, em nghĩ sao em nói vậy? Em đâu còn thiếu nữ đâu, chồng con hết rồi, ai mà cá tin kỳ cục vậy? Trời ơi, em nói thiệt á, tại vì em lỡ em lấy anh thôi á. Chứ không thôi là giờ em nói thiệt em cũng là một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời Vi Bích rồi. Vi Bích là cái gì? Trời ơi, em thấy không? Ông không biết Vi Bích là cái gì luôn á. Vi Bích mà không biết nữa là thôi luôn. Cuộc đời ông là ông chỉ biết cầm cái bồ cào á, ông ra dụ ra chai ông cào ba cái đồ phế thải về đó, ông tái chế biết có nhiều đó à. Ủa chán ghê sợ luôn á. Thôi mệt em quá à. Em nói mà em không biết nghĩ. Trời ơi, em già rồi, em đâu còn nhan sắc đâu mà em đòi chen chân vô biết biết gì đó. Trời ơi, bởi vì em nói anh á thiệt, không có người chồng nào như anh. Tối ngày cứ dùi dập tài năng của vợ mình không à. Thiên Tài. Dạ. Giờ em có cách nào để làm cho chị tiếp cận đạo diễn không? Ơi chị yên tâm đi, thằng bạn thân của em, nó là trợ thủ đắc lực của ông đạo diễn. Nó nói một tiếng thôi là tác động được đến ổng liền à. Vậy á? Ừ. Em gọi điện nhờ bạn của em giúp chị được không? Liền luôn hả? Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó nha. Không đơn giản đâu à. Thiên Tài. Dạ. Bây giờ có cách nào á em cho chị biết là ngày mai chị diễn nhân vật gì không? Sao biết được chị? Cái đó là thông tin mệt. Trời ơi, phải biết để chị chuẩn bị tâm lý của chị diễn cái gì chứ. Không ấy giờ diễn tất cả các vai đi. Chị tập hết đi, rồi mai ta nói vai nào chị cá vậy đó xong. Ờ ha, được á. Ê, em ngồi góp ý chị nha. Ok ok. Vậy giờ tập liền nha. Tập liền luôn. Ừ, tập liền okay, luôn. Ok ok ok. Chuẩn bị nha. Diễn chung với Mộng Thường. Ok. Má chạy. Chuẩn bị. Ách. Ách. Nhái. Ách nhái là gì? Nó có cái từ gì á mà em quên là ách. Ách. Ách gì á. À, ách gì em Mộng Thường? Anh đâu có biết đâu. Dạ. Ách. Ờ ách. Ách xanh. À, cảm ơn anh. Ách xanh. Anh uống gì anh? Thế Mộng Thường, diễn với em đi. Vô kìa. Cho khách ngồi chờ một chút, diễn lẹ mà, nha nha. Anh chị cứ tự nhiên đi. Đó, anh chưa, anh cho kìa. Rồi, vô. Diễn ngay vậy nha. Vô. Chồng ơi,
tóc của chồng rối quá. Thật là tội nghiệp. Vợ thương chồng quá. Vợ muốn ôm chồng. Trời sao cứng ngắc vậy? Mềm mềm nghe chút. Chị hay quá luôn á chị. Đẹp không, đẹp không? Rất là đẹp, rất là nội tâm. Vậy hả? Mà không mộng thượng gì dở quá. Trời chán dễ sợ luôn á, có nhiêu đó làm cũng được đó. Anh cũng phải diễn viên đâu. Thì tập trung giúp giùm vợ mình chút. Thôi làm lại đi chị, làm lại đi ha. Ê, ê khoan. Dạ. Hiện tại cho chị thêm diễn chút nữa được không? Thêm diễn là sao? Là vậy, em như em ăn cơm á mà đồ ăn ngon quá cái em xin thêm dĩa cơm thêm á. Có luôn hả? Ờ. Dạ thôi, ai sáng tạo thêm chứ. Đúng rồi. Okay. Sáng tạo rồi. Nha. Vậy nào xong nói em. Hey, mộng thường. Gì? Giờ anh lau nhà đi. Anh đóng vai một người chồng mà cam khổ người chồng chịu đựng đi. Nha, lau nhà. Đi đâu hả? Thì vô lấy cây lau nhà, em biểu lấy cây lau nhà. Trời ơi, tưởng tượng đi, mệt ghê vậy. Ok chưa? Action! Chồng ơi, chồng thật là khổ, thật là vất vả. Vợ thương chồng quá, chồng ơi. Em đừng bận tâm, anh là đàn ông mà. Tất cả những việc nặng nhọc trong gia đình cứ để anh làm. Em chỉ việc lo cho con là được rồi. Những lời chồng nói thật là cảm động. Vợ thương chồng quá, chồng ơi. Vợ muốn khóc, hu hu. Thiên Sa biết không? Đôi lúc á, em nóng giận em la anh, anh buồn lắm. Nhưng anh nghĩ lại á, là em thương anh, em mới nói như vậy. Thiên Sa, anh yêu em. Và mãi mãi, từ đây có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em. Hay quá chị ơi, chị diễn xuất thần luôn á. Thiệt không, thiệt không? Má nữa em muốn khóc luôn rồi đó. Vậy hả? Nhưng mà ông Mộng Thường ông đóng không có vô. Ông diễn giống như không phải người chồng mà người hàng xóm đâu á. Ủa anh đã nói anh phải diễn viên mà. Trời ơi em chán thiệt luôn á Mộng Thường. Có nhiều đó mà làm muốn xong á. Trong khi hả tôi diễn quá nhập tâm. Còn ông á nói toàn những lời sáo rỗng, không có một chút tâm lý, chán thiệt luôn á. Cũng may là không có đạo diễn Hào Quang đây, có chứ chị lấy cái xô chụp lên đầu chị. Mệt ghê thôi. Bây giờ đổi vai đi. Giờ anh đóng người chồng là hung dữ nè, tối ngày cứ chợ đi làm về là chửi bới vợ mình. Vậy nha, chuẩn bị cái gì ăn gì đó. Rồi ok em biết rồi. Má chạy action. Lau nhà. Chị lau nhà. Tiến Sa, cô vừa phải thôi. Cô nghĩ lại đi, cô làm cái trò ấu trĩ gì vậy? Chồng cô làm quá cực khổ rồi mà cô không biết thương. Tôi nói thật, không phải là tôi sợ cô đâu, mà tôi nghĩ tới con, nghĩ tới gia đình này đã gầy dựng bao nhiêu năm, tôi không muốn phá đổ nó. Chứ không phải là tôi sợ cô đâu, tôi nói cho cô biết á. Sức chịu đựng con người có giới hạn. Cô mà cứ như vậy hoài, tới một ngày nào đó tôi không chịu đựng nổi, tôi sẽ bỏ ra đi. Lúc đó cô đừng có hối hận. Ôi, sao chồng nói ra những lời thật là nặng nề. Anh nói thật, chứ không phải anh hăm dọa em đâu Tiên Sa. Em bị tổn thương đó nha. Em đứng dậy đi. Em ngày càng quá đáng, em ngày càng trơ trẽn. Em không biết nhìn lại mình sao Tiên Sa. Em tỉnh lại đi Tiên Sa à. Ê, đủ rồi nha. Đừng giỡn mặt với tôi nha. Cái này là dồn nén trong lòng bấy nhiêu lâu nay đúng không? Phải, anh diễn đúng không? Biểu anh diễn bực bội tôi nè. Bây giờ dồn nén để chửi bới, lợi dụng cơ hội này chửi bới đầu cổ tôi đúng không? Phải Tiên Sa, em biểu anh diễn mà anh đâu biết gì đâu. Diễn cái gì mà diễn? Xạo xạo mà. Đây là những lời thật lòng của ông đúng không? Cắt. Hay quá luôn chị. Em không ngờ chị có thể diễn một cái vai cáo trở lật mặt hay như vậy luôn á. Thiệt không? Thiệt. Dạ. Ừ. Nhưng mà ông Mộng Thường ông lại đóng dở nữa. Trời ơi, cái ông này là thôi bỏ đi, là không có một miếng năng khiếu nữa, chị nói thiệt á. Trời ước gì mà có đạo diễn Hào Quang đây, bảo đảm ổng sẽ chọn chị vô vai chánh. Rõ ràng luôn chị.
Rất hay. Ủa là sao? Ủa ai vậy? Tôi là đạo diễn Hào Quang. Hôm nay đi uống cà phê, tôi phát hiện ra một nhân tố quan trọng cho bộ phim Bon Tấn sắp tới của tôi. Xin chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay tôi chính thức mời anh tham gia vào bộ phim Bon Tấn sắp tới của tôi. Hả? Bon Tấn, anh cướp vai của tôi. Và tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế, nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế.